danh sách 80 phường thuộc 10 quận ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị được xác nhập. Thân mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi có một mong muốn nhỏ. Nếu quý vị thấy chương trình này phù hợp, vui lòng bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh VOV. Kính thưa quý vị, theo tờ Việt Nam Net, sau sắp xếp, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm 39 phường. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị không thực hiện sắp xếp 57 phường và một thị trấn do có yếu tố đặc thù. Sáng nay, ngày 15 tháng 7, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030 của địa phương. Theo ông Hải, thành phố đã rà soát, xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 và đưa ra phương án thực hiện sắp xếp chung một lần. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp 80 phường, gần 77 phường thuộc diện sắp xếp và 3 phường liên kề. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị không thực hiện sắp xếp 57 phường và một thị trấn do có yếu tố đặc thù. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số các đơn vị hành chính trong diện sắp xếp. Cụ thể, quận 3 sẽ sắp nhập toàn bộ phường 9 và 10 thành phường 9 toàn bộ phường 12 và 13 thành phường 12. Quận 4 nhập toàn bộ phường 6 và 9 thành phường 9, nhập 2 phường 8 và 10 thành phường 8, nhập phường 14 và 15 thành phường 15. Quận 5 nhập phường 2 và 3 thành phường 2, phường 5 và 6 thành phường 5, phường 7 và 8 thành phường 7, phường 10 nhập vào phường 11 thành phường 11. Quận 6 nhập phường 2, phường 6 với 1 phần phường 5 thành phường 2, nhập phường 1, 3, 4 thành phường 1, nhập phường 9 với 1 phần phường 5 thành phường 9, nhập phường 11 và một phần phường 10 thành phường 11, nhập phường 14 và một phần phường 13 thành phường 14, quận 8 nhập toàn bộ phường 1, 2, 3 thành phường Rạch Ông, nhập phường 8, 9, 10 thành phường Hưng Phú, nhập phường 11, 12, 13 thành phường Sớm Củi, quận 10 nhập phường 6, phường 7 thành phường 6, nhập phường 5, 8 thành phường 8, phường 10 nhập vào phường 11 thành phường 10, quận 11 nhập phường 1, phường 2 thành phường 1, nhập phường 4, 6, 7 thành phường 7, nhập phường 8. 12 thành phường 8, nhập phường 9, 10 thành phường 10, nhập phường 11, phường 13 thành phường 11. Quận Bình Thạnh nhập toàn bộ phường 1, phường 3 thành phường 1, nhập phường 5 và một phần phường 6 thành phường 5, nhập phường 7 và một phần phường 6 thành phường 7, nhập phường 11 với một phần phường 13 thành phường 11, nhập phường 2, phường 15 thành phường 2, nhập phường 19, phường 21 thành phường 19, nhập phường 14 và phường 24 thành phường 14. Quận Gò Vấp nhập phường 1, Phường 4, phường 7 thành phường 1, nhập phường 8 và phường 9 thành phường 8, nhập phường 14 và một phần phường 13 thành phường 14, nhập phường 15 với một phần phường 13 thành phường 15. Quận Phú Nhuận nhập toàn bộ phường 3 và phường 4 thành phường 4, nhập phường 15, phường 17 thành phường 15. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá về tổng thể, phương án sắp xếp này phù hợp với nguyên tắc yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Quá trình tổ chức lập phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Sau khi thực hiện sắp xếp, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm 39 phường so với hiện nay.